Chào các em. Trong bài học ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu các em về Java Script. Java Script là bộ thư viện đầu tiên hỗ trợ chúng ta về việc viết các website. Thì sau này các em có thể học JSP hay là các framework của Java hỗ trợ web. Thì mọi framework hay JSP đều biên dịch về Java Script và sau đó chạy trên máy ảo JVM. Do vậy mà các em phải nắm vững cho anh kiến thức về Java Script. Thì các em nắm vững các, anh các định nghĩa, cách sử dụng thì sau này các em sử dụng JSP hay các framework sẽ rất dễ dàng. Thì đầu tiên, viết website các em biết rồi, website là những căn web chúng ta truy cập hàng ngày bằng trình duyệt. Thì trong Java, ngôn ngữ Java cũng hỗ trợ chúng ta một bộ thư viện để viết website đấy là Java Servlet, rất mạnh mẽ và hầu như Java Servlet được sử dụng trong các lập trình các hệ thống lớn như thương mại điện tử rất nhiều. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu qua về Java Servlet. Thì Java Servlet là một API hay còn gọi là bộ thư viện của Java để tạo ra các ứng dụng web. Ở đây các em có thể viết website hay là viết các hệ thống web service đều là gọi chung là web. Surplus thì rất mạnh mẽ và chịu tải tốt, do vậy các em thấy là ngôn ngữ Java được sử dụng trong các hệ thống ngân hàng hay là các hệ thống thương mại điện tử lớn. Và thứ ba nữa, Surplus thì hỗ trợ nhiều interface và class, do vậy chúng ta sẽ lập trình nhanh hơn và tiết kiệm thời gian hơn, cũng như là giảm tải chúng ta những việc mà handle những cái nền bên dưới như là bảo mật các thứ để trong ngôn ngữ Java đều hỗ trợ hết rồi. Thì đây là mô hình hoạt động của một cái Java Servlet thì website các em biết rồi. Chúng ta sẽ gửi lên một request, tức là một yêu cầu từ khách hàng. Anh giả dụ các em vào trình duyệt các em gõ tên trang web chẳng hạn thì nó sẽ gửi đi một request Tính cái server đích ở đây. Và server này sẽ nhận request và xử lý các nguồn tài nguyên trên đó và trả về cho anh một trang HTML hay là một cái file download chẳng hạn thì sẽ trả về một response, anh gọi là response trả về cho client. Như vậy đây là một quá trình của web thì trong Servlet thì cũng tương tự client-server, client gửi một request, server và server trả về một response. thì ở đây là mô hình hoạt động của Servlet. thì ở đây anh giả dụ là client sẽ gửi lên cho anh là ba request cùng đồng thời cùng một lúc thì trên uh, server ở đây là dùng Java Servlet sẽ tạo ra ba cái luồng khác nhau cùng truy xuất vào một cái Servlet trên uh, server. thì ở đây web server các em có thể hiểu như là một cái server như Tomcat chẳng hạn hoặc là ZT các em có thể dùng server nào cũng được tiếp theo là web container thì các em có thể hiểu cho anh là một máy ảo java hay là một hỗ trợ chúng ta chạy các servlet thì chúng ta có một cái servlet ở đây là một cái yêu cầu anh giả dụ như các em gõ tên miền đến một cái địa chỉ nào đấy thì servlet là một cái địa chỉ đích đó thì ở đây đồng thời có ba cái luồng truy xuất vào servlet này thì trong ngôn ngữ java thì có ba cái request truy xuất đến thì java sẽ tạo ra ba cái luồng khác nhau cùng truy xuất vào một cái đối tượng là servlet do vậy mà chúng ta không phải chờ đợi nhau và ba luồng này thực thi song song với nhau do vậy các em thấy là khi có một nghìn request gửi đến cái servlet thì đều xử lý cùng một lúc và không phải chờ đợi nhau không phải xếp hàng do vậy mà cái thời gian xử lý nó sẽ giảm đi rất chi là nhiều cho một cái request từ client gửi lên cũng như là servlet ở đây chỉ được khởi tạo một lần duy nhất khi bắt đầu server hoặc là request đầu tiên đến những request tiếp theo thì chúng ta không phải khởi tạo servlet nữa và chỉ việc truy xuất vào cái servlet để lấy dữ liệu kết quả trả về thôi Do vậy mà servlet ở đây sẽ có một số điểm mạnh như là hiệu suất rất tốt cho dùng thread cho mỗi Request Thứ hai nữa là rất linh động bởi vì chúng ta sử dụng ngôn ngữ Java Thứ ba nữa là mạnh mẽ bởi vì dùng máy ảo JVM Quản lý các bộ nhớ hay là xóa rác khi mà chúng ta không sử dụng đến các đối tượng Điểm cuối cùng đấy là bảo mật Thì bảo mật thì sử dụng ngôn ngữ Java nên tính năng bảo mật rất cao Một số cái định nghĩa trong Web chúng ta cần nắm rõ Ở đây có như là Static Web là những web tính hay là một trang HTML tính. Nghĩa là qua thời gian thì nội dung nó không thay đổi trừ khi các em thay đổi nội dung của file HTML đấy. Còn dynamic web là nội dung được thay đổi theo thời gian tức là chúng ta kết hợp với database hay là dữ liệu được thay đổi liên tục. Anh giả dụ các em gửi lên một thông số khác nhau thì nội dung trả về khác nhau. Anh giả dụ các em đăng nhập thì các em đăng nhập tài khoản khác nhau thì trả về cái nội dung bên trong tài khoản khác nhau. Đấy là web động. HTTP, HTTP là giao thức mạng sử dụng trong uh, web thì HTTP ở đây thì các em sẽ hiểu cho anh là cái giao thức mạng khi các em gửi một request response thì đều đã dùng giao thức HTTP và đây request và response thì anh giải thích ở đầu rồi đúng không request là client gửi đến server và response là server trả về kết quả các phương thức get, post, put, delete, head thì ở đây là các phương thức của request tức là khi các em gửi một request thì trình duyệt lên thì chúng ta phải sử dụng các phương thức này gọi là request method tức là những phương thức của request thì à, tùy vào cái phương thức này thì dữ liệu được gửi lên khác nhau. Anh giả dụ như Get, Post thì dữ liệu được gửi lên khác nhau. Thì à, tiếp theo là Content Type, tức là cái nội dung à, trả về, anh giả dụ như Content Type, đây trả về text hay là hình ảnh hay là trang HTML hay là một video media player chẳng hạn. Tiếp theo là Web Server. Web Server được dùng để chạy các web hay là chạy các sublet của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ dùng Tomcat chẳng hạn. Thì à, Web Server này sẽ có nhiệm vụ là đón nhận các request và trả về response từ uh, cho client và cũng như là quản lý các tài nguyên trên web thì để cụ thể hơn thì chúng ta trong những bài học ví dụ sắp tới các em sẽ hiểu rõ hơn Thế trong bài học ngày hôm nay các em đã biết về Java Surplus rồi một số khái niệm cơ bản Surplus là gì cũng như là cách sử dụng của Surplus và một số cái định nghĩa của các từ trong web chúng ta sẽ sử dụng thì trong bài học tiếp theo thì anh sẽ hướng dẫn các em về việc là cài đặt môi trường cho Surplus hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp